trên cương vị huấn luyện viên trưởng của Hải Phòng, đó chính là trợ lý Đặng Văn Thành. Như vậy đội hình xuất phát của câu lạc bộ Hải Phòng ngày hôm nay chỉ có một sự thay đổi so với trận hòa 1-1 trước Viettel cách đây ít hôm. Người cắt được bóng, cơ hội xin đi, sai lầm nơi hàng phòng ngự của Hải Phòng và bàn thắng được mở rất sớm, bàn thắng thứ 5 của Siladi. Quá khó khăn cho Hải Phòng và quá nhanh cho Hà Nội. Một kịch bản rất quen thuộc ở giải đấu hôm nay đối với câu lạc bộ Hà Nội. Những bàn thắng sớm và người ghi bàn là Siladi. Một nhịp khống chế bóng rất gọn gàng và một cú dứt điểm ở tầm thấp. Trời mưa và sân trơn, Nguyễn Đình Triệu không có một cơ hội nào ở pha dứt điểm vừa rồi của Siladi cả. Trước đó là tình huống ngăn chặn pha tạt bóng đến từ Joseph Mpande. Sau đó là pha phá bóng của Moshe Oloya, bóng đến đúng chân của Siladi. Những tình huống áp sát rất nhanh của cầu thủ trên hàng công bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Người có pha áp sát với Moshe đó chính là Genduro, niềm vui của các cầu thủ Hà Nội, trong đó có đội trưởng Đỗ Hùng Dũng. Trận đấu này thì Hùng Dũng chưa có một phút nào thi đấu ở trên sân cả.